Alo, alo, ai gọi vậy? Tụi nó bắt cóc bà nội rồi, còn 20 tỷ tiền chuộc. Cái gì? Mai Lan, con dừng lại mọi chuyện đi Mai Lan. Con đừng sai phạm nữa, đừng hại gia đình người ta nữa con. Bà im đi. Bà biết cái gì mà bà nói? Chuyện tôi làm tôi biết. Bà chỉ biết làm khổ con cái của mình thôi hả? Tôi không giống như bà đâu. Miếng đất nó trị giá 100 tỷ, định ăn một mình hả bà già? Là Mai Lan sao? Mai Lan ơi, sao con nỡ làm vậy với bà hả con? Ông giúp giùm tôi, ông cứu con gái tôi với ông Công. Cái gì? Con Mai Lan là con gái của bà? Cứu nội con ơi. Mày không được làm hại nội tao. Tao nói có tiền chuộc rồi, mày muốn giao ở đâu? Là phải để em mén của ông nội mang tới nha. Bỏ vô tiền xuống. Tụi bay cần tiền thì có tiền. Thả nội tao ra. Cháu nội có hiếu quá ha. Xót cho bà nội chồng không mày? Wow, 20 tỷ của tao. Bà đi lẹ thôi. Mày là... anh làm gì mà lâu vậy? Mày là... Mày Lan ơi. Đi. Mày là... đi. Không, không con. Con đừng đi theo hắn. Con sợ thành cái đồng lõa tội phạm với nó. Con đừng theo, đừng bỏ nội. Mà nội năn nỉ con, đừng bỏ nội. Bà nói nhiều quá à. Mày Lan, đi em. Mày Lan đi. Nội thương con mà, nội luôn thương con như cháu ruột của nội. Con đi theo nó, con sẽ khổ cả đời. Con đừng đi, đừng đi con. Bà già, tôi giết bà nha bà già. Mày Lan, đi nha. Mày Lan, nó không thể theo một cái thứ xấu xa như mày. Không bao giờ. Mày tôi giết bà không hả? Mày ngon thì mày giết tao đi. Mày giết tao đi. Dì ơi, con thành thật xin lỗi dì. Tội lỗi nó là do con gây ra, quả báo này cũng là do con gây ra. Mai Lan kìa ba. Ừ.